Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Phúc. Chương trình có những tin chính sau đây. Đảng ủy quân sự tỉnh ra nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ quân sự quốc phòng và công tác xây dựng Đảng bộ năm 2015. Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai nhiệm vụ quân sự quốc phòng năm 2015. Sơ kết một năm xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020. Công an huyện Tam Đảo tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch 2015. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng ngày 30 tháng 12, Đảng ủy quân sự tỉnh tổ chức hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ quân sự quốc phòng và công tác xây dựng Đảng bộ năm 2015. Đồng chí Phạm Văn Vọng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Bí thư Đảng ủy quân sự tỉnh và Trung tướng Dương Đức Hòa, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 2 chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Trúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở ban ngành, huyện, thành thị ủy và đảng ủy trực thuộc. Năm 2014, Đảng ủy quân sự tỉnh đã thực hiện tốt vai trò tham mưu với Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo chỉ đạo xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội. Lực lượng vũ trang tỉnh đã duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu và nâng cao chất lượng huấn luyện, làm tốt nhiệm vụ phòng chống lụt bão, phòng chống cháy rừng và diễn tập khu vực phòng thủ, hoàn thành kế hoạch đào tạo sĩ quan dự bị, thực hiện tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, giao quân đủ 100% chỉ tiêu. Thường xuyên giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ chiến sĩ yên tâm công tác, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới và chính sách hậu phương quân đội. Trong năm, 100% tổ chức đảng đạt trong sạch vững mạnh và hoàn thành tốt nhiệm vụ, trên 97% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ. Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Dương Đức Hòa ghi nhận và biểu dương những kết quả mà lực lượng vũ trang tỉnh đạt được trong năm 2014. Đồng chí yêu cầu lực lượng vũ trang tỉnh tập trung làm tốt các nhiệm vụ được quân khu và Tỉnh ủy Vĩnh Phúc giao, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, giữ vững ổn định chính trị, chuẩn bị tốt cho Đại hội Đảng bộ quân sự tỉnh, làm tốt công tác dân vận, nâng cao chất lượng công tác tuyển quân, thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, quan tâm bồi dưỡng đội ngũ cán bộ ở cơ sở. Kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Văn Vọng đề nghị Đảng ủy quân sự tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu cho Tỉnh ủy, lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự quốc phòng năm 2015. Tập trung quản lý tốt đất quốc phòng và xây dựng khu vực phòng thủ đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tăng cường xây dựng thế trận và tiềm lực quốc phòng, chủ động nắm chắc tình hình, xử trí kịp thời mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch. Tập trung lãnh đạo, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả nghị quyết Trung ương 4 khóa 11 gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, chuẩn bị tốt về văn kiện, nhân sự cho Đại hội Đảng bộ quân sự tỉnh. Chiều ngày 30 tháng 12, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác quân sự quốc phòng năm 2014, triển khai nhiệm vụ năm 2015. Dự hội nghị có Trung tướng Dương Đức Hòa, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 2, đồng chí Phùng Quang Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. Cùng dự hội nghị có lãnh đạo các sở ban ngành, huyện, thành thị trong tỉnh. Năm 2014, tỉnh đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo quán triệt nghiêm túc các chỉ thị nghị quyết của Trung ương, Quân khu 2 và của Tỉnh ủy về công tác quân sự quốc phòng, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội. Nổi bật là thực hiện tốt công tác tuyển quân, xây dựng khu vực phòng thủ, sẵn sàng chiến đấu, phòng chống lụt bão, phòng chống cháy rừng, diễn tập khu vực phòng thủ huyện Sông Lô, Liên đoàn Lao động tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, diễn tập phòng cháy chữa cháy rừng huyện Lập Thạch, luyện tập giáo dục quốc phòng an ninh cho các đối tượng đạt kết quả tốt. Lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đoàn kết thống nhất, sáng tạo, đổi mới trong thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Năm 2015, Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm quân sự quốc phòng của Đảng, thực hiện tốt nghị quyết số 28 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11
về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, tăng cường công tác giáo dục chính trị cho cán bộ, lực lượng vũ trang nhân dân, thực hiện tốt 3 khâu đột phá về nâng cao chất lượng huấn luyện, chuyển biến vững chắc về kỷ luật, quản lý chặt chẽ vũ khí. Nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, đẩy mạnh phong trào ngành hậu cần làm theo lời Bác dạy. Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Dương Đức Hòa nhấn mạnh, Vĩnh Phúc là một trong những tỉnh dẫn đầu về thực hiện công tác quân sự quốc phòng của quân khu 2 trong năm 2014. Đồng chí mong muốn năm 2015, Vĩnh Phúc tiếp tục phát huy kết quả đạt được, nâng cao hơn nữa chất lượng công tác quân sự quốc phòng, chủ động trước mọi tình huống, không để bị động bất ngờ, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, chủ động chống các biểu hiện tự diễn biến, các âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giữ vững khối đại đoàn kết, chăm lo đến đời sống của cán bộ chiến sĩ, tổ chức đại hội đảng các cấp đảm bảo chất lượng. Tại hội nghị, Trung tướng Dương Đức Hòa tặng danh hiệu đơn vị thi đua quyết thắng của Bộ Tư lệnh Quân khu 2 cho 7 tập thể. Đồng chí Phùng Quang Hùng tặng cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh cho 2 tập thể. Danh hiệu đơn vị quyết thắng cho 8 tập thể vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua quyết thắng. Kết luận hội nghị, đồng chí Phùng Quang Hùng biểu dương đánh giá cao nỗ lực của các cấp, các ngành, các địa phương trong công tác quân sự quốc phòng năm 2014. Đồng chí yêu cầu trong năm 2015, các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương và lực lượng vũ trang tỉnh tiếp tục chủ động đấu tranh làm thất bại các âm mưu, chiến lược diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch. Triển khai nghiêm túc mệnh lệnh sẵn sàng chiến đấu, duy trì tốt chế độ trực trong các ngày lễ Tết, các sự kiện chính trị của đất nước và của tỉnh. Thực hiện tốt 2 đề án xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh và phòng thủ dân sự giai đoạn 2011-2015, định hướng năm 2020. Tổ chức thành công diễn tập phòng thủ huyện Bình Xuyên, Sở Tài nguyên và Môi trường, tỉnh đoàn, diễn tập phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn huyện Yên Lạc, làm tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang. Sáng ngày 30 tháng 12, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Hội Khuyến học tỉnh tổ chức sơ kết một năm xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020. Dự hội nghị có đồng chí Dương Thị Tuyến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo một số sở ban ngành đoàn thể trong tỉnh. Sau một năm thực hiện kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh về xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020, với sự cố gắng nỗ lực của ngành giáo dục và đào tạo, các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương các cấp, các tổ chức, đoàn thể liên quan và đông đảo tầng lớp nhân dân, công tác xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh bước đầu đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Mạng lưới cơ sở giáo dục thường xuyên, các trung tâm tin học, ngoại ngữ, đặc biệt là mạng lưới các trung tâm học tập cộng đồng phát triển mạnh mẽ, đáp ứng nhu cầu học tập của mọi lứa tuổi. Bên cạnh đó, thông qua các phong trào thi đua xây dựng gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học, cộng đồng khuyến học ở các xã, phường, thị trấn, đã thu hút trên 234.000 hội viên tham gia, chiếm 1/4 dân số tỉnh. Tổ chức trên 1.000 lớp bồi dưỡng, tuyên truyền nâng cao kiến thức cho khoảng 200.000 người lao động. 100% cán bộ, công chức, viên chức các cấp trên địa bàn tỉnh được tham gia bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao trình độ ngoại ngữ, ứng dụng công nghệ thông tin, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Dương Thị Tuyến ghi nhận biểu dương những thành tích mà ngành giáo dục và đào tạo tỉnh đã đạt được trong một năm qua, đồng thời đề nghị trong thời gian tới, ngành giáo dục và đào tạo cần tiếp tục triển khai nghiêm túc các văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh về xây dựng xã hội học tập, đặc biệt chú ý đến nhiệm vụ, lộ trình của các kế hoạch. Phấn đấu đến tháng 2 năm 2015, ngành sẽ xây dựng xong bộ tiêu chí bình xét về các gia đình, dòng họ học tập suốt đời. Củng cố, phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục thường xuyên và giáo dục cộng đồng, tiến hành rà soát, tăng cường trang thiết bị cho các cơ sở giáo dục cộng đồng, sắp xếp lại hệ thống các trung tâm giáo dục thường xuyên để các trung tâm này làm tốt hơn nữa chức năng liên kết đào tạo và dạy nghề. Quan tâm đến chế độ chính sách cho các trung tâm giáo dục thường xuyên và giáo dục cộng đồng để các đơn vị duy trì hoạt động hiệu quả. Nhân rộng các mô hình tiên tiến trong học tập suốt đời. Với lợi thế là trung tâm văn hóa, kinh tế, chính trị của tỉnh, trong những năm qua, thành phố Vĩnh Yên đã tập trung đẩy mạnh phát triển thương mại dịch vụ. Doanh thu từ lĩnh vực thương mại dịch vụ chiếm tỷ trọng ngày càng cao trong cơ cấu kinh tế của thành phố, góp phần giải quyết việc làm, nâng cao đời sống nhân dân. Thực hiện nghị quyết 01 của tỉnh ủy về phát triển dịch vụ du lịch giai đoạn 2011-2020, thành phố Vĩnh Yên đã xây dựng kế hoạch thực hiện và chỉ đạo các phòng chức năng triển khai sâu rộng đến các xã, phường, đơn vị, doanh nghiệp. Sau gần 3 năm thực hiện, hoạt động thương mại dịch vụ trên địa bàn thành phố phát triển nhanh và ổn định. Giao thương hàng hóa trong khu vực đã mở rộng,
đáp ứng tốt nhu cầu phục vụ đời sống và tiêu dùng của nhân dân, trở thành cầu nối liên kết giữa các ngành, lĩnh vực khác trong quá trình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm hàng hóa. Năm 2014, tổng giá trị sản xuất ngành dịch vụ đạt gần 3.500 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ, đạt 100% kế hoạch, chiếm hơn 30% trong tổng giá trị sản xuất của thành phố. Để phát triển thương mại dịch vụ trở thành ngành kinh tế chủ yếu của thành phố, thì trong những năm vừa qua, thành phố đã thực hiện đồng bộ rất nhiều các giải pháp để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp và các cơ sở sản xuất kinh doanh thương mại dịch vụ trên địa bàn thành phố phát triển. Thì trong đó là thành phố đã tập trung chỉ đạo và triển khai có hiệu quả nghị quyết 01 của tỉnh ủy về phát triển du lịch dịch vụ, nghị quyết 04 của tỉnh ủy về phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, và đặc biệt là chương trình phát triển thương mại dịch vụ thành phố Vĩnh Yên giai đoạn 2014-2015. Cùng với đó, thành phố đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền của vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, có cơ chế chính sách khuyến khích, động viên các doanh nghiệp tham gia cuộc vận động chương trình bình ổn giá. Thành phố cũng tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các doanh nghiệp mở rộng ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh, thành lập các đại lý, nhà phân phối quy mô cấp 1, từng bước hình thành trung tâm trung chuyển buôn bán lĩnh vực thương mại dịch vụ của tỉnh. Hưởng ứng cuộc vận động của nhà nước về việc người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, đối với siêu thị Điện máy Chất Mai đã thực hiện nhiều chương trình khuyến mại, giảm giá, tặng quà giá trị cho khách hàng sử dụng sản phẩm điện máy với giá thành rẻ nhất, sản phẩm hợp lý nhất, tư vấn dịch vụ hậu mãi tốt nhất đến khách hàng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Từ đó, doanh nghiệp chúng tôi luôn tạo điều kiện và tạo công ăn việc làm ổn định cho gần 40 lao động có thu nhập ổn định. Thương mại dịch vụ thực sự là ngành kinh tế mũi nhọn, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, tạo việc làm, nâng cao đời sống nhân dân, góp phần xây dựng Vĩnh Yên trở thành thành phố xanh trong tương lai. Công tác xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân được xem là nhiệm vụ quan trọng trong thực hiện chính sách an sinh xã hội của cấp ủy, chính quyền huyện Tam Dương. Từ đó, huyện ưu tiên nguồn lực, huy động sự đóng góp của cộng đồng và xã hội, hỗ trợ người dân góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn. Nhằm đẩy mạnh công tác hỗ trợ, chăm sóc, giảm nghèo đạt hiệu quả, huyện đã tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách về giảm nghèo cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân bằng nhiều hình thức đa dạng. Phòng Lao động Thương binh Xã hội huyện chủ động phối hợp với các ban ngành, đoàn thể, ngân hàng chính sách tuyên truyền về những chính sách giảm nghèo, hỗ trợ vay vốn và tập huấn kỹ thuật chăn nuôi sản xuất cho 13 xã thị trấn. Đồng thời tăng cường các chính sách về y tế, chăm sóc sức khỏe, giáo dục, hỗ trợ nhà ở, các chương trình mục tiêu quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường. Qua đó đã có nhiều hộ gia đình vươn lên thoát nghèo, phát triển kinh tế, cải thiện đời sống. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo của huyện giảm còn 1.027 hộ, chiếm tỷ lệ 3,5%. Gia đình tôi là hoàn cảnh rất là khó khăn. Thì là hai vợ chồng với lại hai đứa con này là bốn khẩu này là khó khăn, là cuộc sống là vất vả lắm. Như sau khi được là sự hỗ trợ giúp đỡ của chính quyền địa phương cũng như là ngân hàng chính sách xã hội thì cho vay vốn và sự giúp đỡ đấy, thì gia đình tôi cũng cố gắng làm ăn thì ngày ngày một tuần tới hơn. Đối với các xã có xuất phát điểm thấp trong phát triển kinh tế, diện tích canh tác ít, đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn, Đảng ủy, chính quyền địa phương đã tăng cường công tác hỗ trợ cho hộ nghèo, khuyến khích nhân dân đa dạng hóa phát triển kinh tế, tạo điều kiện cho nhân dân đi xuất khẩu lao động, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống, giảm tỷ lệ hộ nghèo trong xã. Trong những năm vừa qua thì đối với địa phương là công tác giảm nghèo thực hiện rất là tốt, và đặc biệt là năm 2014 thì tỷ lệ hộ nghèo của chúng tôi đã giảm từ 11,84% xuống còn là 7,83%. Như vậy là trong năm qua chúng tôi giảm 4,1%, và hộ cận nghèo là trong năm vừa qua là chúng tôi cũng đã giảm 1%, và từ 6,58 xuống còn 5,58%. Địa phương cũng đã làm các cái công tác giảm nghèo bền vững, như là cho các cái hộ nghèo vay vốn theo cái chương trình mục tiêu quốc gia, rồi là cho các cái hộ nghèo được tập huấn những cái mô hình công tác giảm nghèo, cung cấp các cái con giống cây trồng vật nuôi
đảm bảo đúng kỹ thuật để người dân, các cái hộ thuộc gia đình hộ nghèo biết cách làm ăn. Để công tác giảm nghèo đạt hiệu quả cao hơn, thời gian tới, huyện Tam Dương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, khuyến khích người nghèo tự vươn lên thoát nghèo, phổ biến các kinh nghiệm, cách làm hay, biểu dương các điển hình làm công tác xóa đói giảm nghèo, tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để người nghèo dễ dàng tiếp cận các dịch vụ xã hội nhằm thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, giúp người nghèo nắm bắt cơ hội để vươn lên thoát nghèo. Mới đây tại Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh tổ chức buổi gặp mặt đoàn lưu học sinh Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đang học tập tại Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên do tỉnh Vĩnh Phúc tài trợ 100% kinh phí đào tạo. Hiện nay, Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên có 53 lưu học sinh Lào do tỉnh Vĩnh Phúc tài trợ đang theo học. Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh đã thăm hỏi, động viên các lưu học sinh về tình hình học tập, ăn ở, những khó khăn gặp phải trong quá trình học tập, đồng thời mong muốn các em sẽ sớm ổn định, làm quen với Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên, cố gắng phấn đấu học tập, rèn luyện bản thân để đạt kết quả tốt. Các lưu học sinh Lào cũng chia sẻ về quá trình học tiếng Việt, những thuận lợi, khó khăn trong quá trình làm quen với thời tiết, môi trường ở Việt Nam. Các lưu học sinh cảm ơn sự quan tâm, tài trợ của tỉnh Vĩnh Phúc tới lĩnh vực giáo dục đào tạo của Lào. Tiếp đó, đoàn đã đi tham quan thực tế nơi ăn ở của các lưu học sinh Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại khu ký túc xá Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên. Mới đây, đoàn cán bộ của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Bộ Y tế đã về chuyển giao kỹ thuật tán sỏi niệu quản nội soi ngược dòng bằng laser Humium cho Bệnh viện Sản Nhi Vĩnh Phúc. Bệnh nhân Hoàng Minh Dũng, 67 tuổi ở xã Đạo Tú, huyện Tam Dương, vào viện ngày 25 tháng 12, có triệu chứng bí tiểu, đau bụng nhiều. Bệnh nhân được chẩn đoán bị sỏi niệu quản trái trên và bị tăng huyết áp. Sau khi hội chẩn, bệnh nhân đã được chỉ định mổ tán sỏi nội soi ngược dòng bằng laser Humium. Sau hơn 30 phút, dưới sự hướng dẫn trực tiếp của các chuyên gia khoa tiết niệu Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, kíp y bác sĩ của Bệnh viện Sản Nhi Vĩnh Phúc đã thực hiện thành công ca mổ tán sỏi nội soi ngược dòng bằng laser Humium. Tán sỏi nội soi ngược dòng laser Humium là một bước đột phá công nghệ trong phẫu thuật ngoại khoa điều trị sỏi tiết niệu, mang lại hiệu quả cao, giúp quá trình tán sỏi hiệu quả và an toàn. Có thể tán mọi loại sỏi với kích thước lớn mà không gây tổn thương niệu quản, thời gian tán sỏi nhanh và thời gian nằm viện ngắn. Đây là lần đầu tiên Bệnh viện Sản Nhi Vĩnh Phúc triển khai ứng dụng kỹ thuật tán sỏi niệu quản bằng laser Humium dưới sự chuyển giao kỹ thuật của chuyên gia đến từ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Trong thời gian tới, bệnh viện sẽ tự chủ triển khai kỹ thuật này, góp phần điều trị cho các bệnh nhân bị sỏi thận trong và ngoài tỉnh. Sở Tư pháp vừa tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng trợ giúp pháp lý cho 60 đối tượng là trợ giúp viên pháp lý, cộng tác viên trợ giúp pháp lý cấp tỉnh, huyện, xã, chuyên viên pháp lý, ban chủ nhiệm câu lạc bộ trợ giúp pháp lý, luật sư là cộng tác viên của trung tâm trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh. Tại buổi tập huấn, các học viên đã được truyền đạt một số nội dung cơ bản về kỹ thuật tư vấn pháp luật trong hoạt động trợ giúp pháp lý, một số quy định pháp luật về trợ giúp pháp lý ở Việt Nam, kỹ năng kiến nghị thông qua hoạt động trợ giúp pháp lý, kỹ năng hòa giải trong hoạt động trợ giúp pháp lý và các quy định pháp luật liên quan. Bên cạnh đó, các học viên được chia sẻ kinh nghiệm giải quyết các khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện trợ giúp pháp lý qua những việc cụ thể. Thông qua buổi tập huấn nhằm trang bị những kỹ năng cơ bản về trợ giúp pháp lý cho các cán bộ thực hiện trợ giúp pháp lý, góp phần giúp họ giải quyết tốt các tranh chấp, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân. Kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2015 sẽ kéo dài trong 4 ngày. Do vậy, lưu lượng các phương tiện tham gia giao thông trên địa bàn huyện Tam Đảo sẽ tăng cao. Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, đội cảnh sát giao thông công an huyện Tam Đảo đã tích cực triển khai nhiều biện pháp đồng bộ. Lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện đã đẩy mạnh tuần tra kiểm soát giao thông trên các tuyến, địa bàn và thời gian thường xảy ra tai nạn giao thông, xử lý các lỗi vi phạm, tăng cường số ca công tác, số lượng cán bộ chiến sĩ tham gia tuần tra. Qua đó, đảm bảo khép kín địa bàn trọng yếu, phòng ngừa vi phạm và hạn chế thấp nhất tai nạn xảy ra. Thực hiện kế hoạch của Bộ Công an cũng như của Công an tỉnh Vĩnh Phúc, thì Công an huyện Tam Đảo cũng đã xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện từ bắt đầu từ 22 tháng 12. Từ 6 giờ thì thực hiện kế hoạch thì Công an huyện đã huy động tối đa lực lượng, trong đó có huy động lực lượng cảnh sát khác để thực hiện kế hoạch. Trong đó là xây dựng kế hoạch tuần tra kiểm soát lưu động cũng như là chốt tại một điểm để phát hiện, xử lý người và hành vi vi phạm. Trong đó là lực lượng cảnh sát giao thông thì là làm nòng cốt,
chủ trì và triển khai thực hiện. Đặc biệt do kỳ nghỉ Tết Dương lịch kéo dài nên lưu lượng người tham gia giao thông từ các địa phương khác đổ về khu du lịch Tam Đảo sẽ tăng cao. Do vậy, lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện sẽ tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, tránh tình trạng ùn tắc giao thông tại các khu du lịch trên địa bàn. Căn cứ kế hoạch của công an huyện phát hành thì đội cảnh sát giao thông cũng đã chủ động xây dựng kế hoạch lập các chốt trên các tuyến đường như quốc lộ 2B cũng như các đường tỉnh lộ 302, đường 36m tuần tra đảm bảo 24/24. Thì qua đó cũng đã đảm bảo các tuyến đường được thông suốt, không xảy ra ùn tắc cũng như là các trường hợp va chạm hoặc là tai nạn giao thông xảy ra, đảm bảo cho bà con đến khu du lịch tâm linh cũng như khu du lịch nghỉ dưỡng của địa bàn Tam Đảo được yên tâm. Với các giải pháp quyết liệt đồng bộ, Công an huyện Tam Đảo quyết tâm thực hiện tốt công tác đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn, góp phần phục vụ nhân dân và du khách tham quan đi lại an toàn, thuận tiện trong dịp nghỉ Tết Dương lịch 2015.